cho các bạn, hôm nay mình sẽ test game Overwatch mà nhiều người thắc mắc chơi có bị lắc hay mượt lắc không. Đây, ok, phải lên luôn. Game mà load hơi lâu xíu. Ok. Game đã vô. Bây giờ nó đang tìm server. Overwatch. Bạn lại luôn. Cái ạc này là mình mượn của một bạn trên group. Mình không có ạc. Play. Ok. Đấu này đi. Đấu 6v6. Cho nó khủng. Có nhiều nhiều mới đã. Giờ đang tìm phòng. Tìm người gì đó. Cái game Overwatch thì là lần đầu tiên mình chơi, nên nói chung là mình không có cầm bắn súng nên bắn lỗi đại à. Mình chỉ test thử cho các bạn xem trực tiếp. Mình chỉnh cái độ vân giải bình thường là 1080. Nó tự động chỉnh mức độ luôn, default luôn. Nên cảm giác rất là mượt. Ok. Hình như nó biến thích sợ chứ. Ok. Nó tìm được rồi. Xong game. Bây giờ vô chiến đấu. Yeah. Mực mà. Vô mà nó bắn không được mà chết tất cả vì đồng đội chữ quá. Đèn nhỏ nào sexy. Cái ông già. Mày không có đã. Wow. Đó mẫu ăn ý của mình. Ok, vô luôn. Đó, bây giờ mình xây nè. Ok, rất là mượt ha. Nút là nút R. Nút R2. Nút R2 là bắn. Nút trên đây nè, nút R2 là bắn. Ok, giờ ra chiến tranh. Đâu, nó đâu rồi. Mình không biết chơi nên thấy thằng nào đỏ là bắn hết. Má chốt đi rồi chết. Này ai chơi cái này gần thì bắn dễ chứ mình này không có gần với cái vụ này. Ủa, cái thằng ninja cháy ghê quá, chết vào. Đồng đội đó thôi. Chẳng tỉnh nhất đó thôi. Ok, qua chuyện tiếp. Tìm đứa nào mà nó mạnh mẽ. Đó, giữ nè, dậy nè, dậy mới ngon nè. Nút R2 là bắn. Còn nút R1 là gì không biết. À nãy gì đó.
chưa bán đại đi. Rồi chết veo nữa. Chết nhanh dữ vậy. À, chắc bị chết ha. Kìa quá kìa quá. Thôi vậy. Rào lắm. Xua. Tụi nó bắn dữ quá. Tiếp tục chọn ăn khác. Không biết nào mạnh. Siêu nhân. Ok, siêu nhân. Ready for battle. Chiến đã sẵn sàng. Chạy. Ông đi gieo cái tiêu sao đánh lại tới mấy muốn súng. Cái thằng này tào lao. Đi chiến trận phóng phi tiêu. Mẹ ơi. Phóng phi tiêu giết ai nổi. Sao rồi. Nó thành chó mà. Giờ chết nữa. Muốn đập máy ghê. Phóng phi tiêu. Thôi. Ok, giờ mình chơi thử thêm một trận đó. Trận này nếu mình thua là mình nghỉ luôn nha. Ủa, hình như là thua luôn rồi. Ba trận thua luôn, ra luôn. Tại đi. Nó ăn kìa quá. Này chưa chết sớm là phải. Ok. My genius is finally recognized. Nó kiểu gì. Thôi mình out đây. Ok, bây giờ mình thoát nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình sẽ quay những clip khác các bạn theo dõi trên page Hero Game nhé.